Đây chúng ta sẽ đi chợ. Chào, mọi người hãy đi chợ cùng tôi nha. Thế là trong một trời rất nắng nóng như này thì chúng ta nên mặc quần áo thật kín với cái thời tiết rồi. Này, bác Việt Nam này. Tôi thì nhà sinh viên cũng đang ở trọ. Đây là nhà trọ cho mình ở. Mọi người nhìn nè, cái thời tiết này thật là nắng. Mặc áo chống nắng chưa đủ, chúng ta cần phải mặc thêm một chiếc, cầm thêm một chiếc ô nữa. Hôm nay mình đang nghe cả có bánh mì, có trứng, có giò, rồi là sẽ đi mua dưa chuột về để ăn. Mua dưa chuột về để ăn trưa, với cả tối cũng sẽ ăn dưa chuột với mì tương đen. Đây hầu như là một cuộc sống ngày hồi tháng sinh viên của mình. Còn bây giờ thì mình đã ra trường, mình chuẩn bị bước vào công cuộc đi cùng, chuẩn bị bước vào cuộc hành trình đi làm. Nhưng mà trước khi bước đến cuộc hành trình đi làm thì mình vẫn đang phải chật vật với việc tìm việc. Mình đã đi phỏng vấn từ hôm qua và hôm kia phải hai vị trí là dược sĩ tư vấn và dược sĩ marketing, nhưng mà có vẻ hai cuộc, nhưng mà cuộc phỏng vấn với dược sĩ tư vấn và dược sĩ marketing của mình, còn dược sĩ tư vấn thì có vẻ ổn hơn, nhưng mà dược sĩ marketing thì mình thấy nó đang, mình đã bị từ chối thẳng luôn. Bởi vì mình sẽ xin hỏi xem là mình đã thiếu một điều nào ở một dược sĩ marketing. Thấy các bạn đi làm, mình vẫn chưa đi làm được, cũng hơi cảm thấy mình thất bại và đang hơi buồn, hơi lo lắng một chút nữa. Đây là chợ Phùng Khoang này, rất là nhiều đồ bán, từ quần áo, phụ kiện. Bên tay đang mua một tặng một, hoa kem nhìn cũng đang mua một tặng một, tầng hai đang có đồ hấp giảm 50%, chỗ ngồi wifi trên mạng quan nhé. Chúng ta sẽ đi vào chợ để mua rau nha. Rất là đồ xinh. Trời ơi, hôm nay trời thật nắng. Nắng đến nỗi mà bầu trời xanh ngắt luôn. Xanh như cái chuột. Mình sẽ mua một bữa trưa cho ngày mai nữa. Mai sẽ ăn gì ta? Chắc là ăn thịt vậy.
trời, chúng ta đã có cây chuột nha. Xong rồi, chúng ta sẽ đi về. Ôi, nay có rau muống khá là ngon. Ui, không mua được quá. Mì phê kìa. Hà Nội rất là nóng, nóng luôn đó. Nóng kiểu oi bức đó. Đây, không đâu rẻ bằng ở chỗ này, không đâu rẻ bằng ở gia đàng của Trung An luôn. Giá rẻ bất ngờ. Có một chiếc xe rất là đáng yêu nhìn thấy đấy. Chúng ta sẽ trở về. Và sẽ làm một ổ bánh mì. Tự nhiên mình cảm thấy nghi ngờ từ bản thân mình quá trời. Hồi cái nào này tự nhiên đâu mà là bản thân mình khá là đáng nghi ngờ. Mình không biết là mình yêu thích cái gì, mình phù hợp với cái gì. Đây là mình chỉ có một cái là mình sẽ làm thử thôi. Nhưng mà làm thử họ cũng không, họ cũng không nhận mình. Ồ, trời, thất vọng với bản thân quá đi. Ồ, nóng quá mọi người. Nhưng mà từ nhà ra chợ đi bộ phải hết 5 phút nên là mình rất là ngại. Dắt xe ra, dắt xe vào. Giá giờ thì cũng được thôi, nhưng mà nó không đáng, khoảng cách quá là ngắn á. Chiều nay mình sẽ đi kiếm việc làm. Mình không được sống một cuộc sống lãng phí như thế này. Ra về đến nhà rồi. Xả nước rồi, bắt đầu xả nước để rửa dưa. Hai quần áo ra thôi. Nóng quá. Hai quần áo xong rồi, chúng ta sẽ đổ với chuyên mục lấy đồ để nấu ăn. Còn một ít chả giò nè. Mình sẽ ăn nốt với su su hành nè xả. Mình sẽ lấy trứng nữa nè. Lấy hai quả đi.
hai quả trứng. Để chiếc bánh mì có thêm phần dinh dưỡng thì chúng ta dán thêm quả trứng nha. Để mình đang khá là lười bỏ ra bát để đập thì mình sẽ ốp cái trứng. Cho vào chiếc bánh này như thế này, sau đó chết rồi, quá là nhiều tương nước rồi. Người ơi chết rồi, nó quá là nhiều tương ớt rồi cho cái sự ăn nhớt kêu cua bình thường của tôi cho lắm. Tiếp theo là chúng ta sẽ bỏ ớt dầu vào đây này. Rồi sau đó bật bếp lại, làm cho vỏ nó giòn lên á. Thank you.
Lấy một tờ giấy đặt chiếc bánh vô. Vậy là chúng ta đã có một bữa rồi. Trứng rán ốp la nha. Mời mọi người ăn.